Ê, cho kia biết. Ô, 105 luôn. Ủa, sao à? Chết máy hả? Bẻ ống nhớt hả? Dạ, cái... giống, giống, Thiên Vũ. Ờ, đúng rồi. Cường cái nó nói chiên mẻ ép á. À, nó bể tay lái cho lực nên nó là kéo để qua một bên. À, nó bị xéo rồi, không có gỡ móc ra được. Bể bể ống nhớt cho lực tay lái. Nặng ghê à. Tuôn cát luôn dở à. Nặng ghê à. Cặp đang lên dốc ha, à, dốc nó nặng. Thôi đi xéo dữ à. Rồi, Vũ mến chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Đố các bạn mình đang ở đâu á? Đang ở bãi biển Long Hải nha các bạn. À, bãi biển Long Hải của Bà Rịa Vũng Tàu nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một cái video độc lạ chút xíu nha. Thì ở đây nó thuộc về Long Hải các bạn. Thì ở đây nó thuộc về Phước Hải các bạn. Mình nói lộn là Long Hải nha. Ở đây thuộc về Phước Hải. Thì ở đây anh em người ta sẽ hay đi đánh lưới bằng cái những cái chiếc thuyền thúng các bạn. Những chiếc thuyền thúng và những chiếc ghe nhỏ nha, chiếc ghe nhỏ. Chiếc ghe nhỏ thì anh em ở đây người ta kêu bằng chiếc đò ha, còn chiếc ghe là anh em chiếc ghe là dùng chiếc ghe là lớn lắm. Đây là chiếc đò. Rồi bây giờ mình sẽ chờ đợi ha, chờ đợi anh em người ta sẽ đi đánh vô các bạn, đi đánh cái lưới vô á là chiếc máy cày nó sẽ kéo lên nha các bạn. À, rồi mình sẽ mời các bạn xem video nha. Sóng quá, sóng quá, lượn phải lượn lại cái nữa rồi. Há lộn bến. Lộn bến rồi. Mà đâu có lộn bến được các bạn. Đó là ga xích ngoài cho đỡ sóng hay sao á. Các bạn thấy bên này sóng ghê không? Sóng dữ dằn lắm nha. Cảnh này kinh khủng quá. Nó qua cái luồng phía ngoài đó các bạn. Qua cái luồng phía ngoài đó nó xong bắt đầu mấy sóng nó sóng lượn lên nha. Còn xích trong này là sóng dữ dằn lắm. Anh em nói là có lúc nó chìm luôn á. Có lúc nó chìm luôn các bạn. Rồi ảnh quay lại ha. Anh ra đó cho nó đỡ sóng á. Chuyên nghiệp. Ở đây thì chiếc con đen nè các bạn. Chiếc này đẹp quá nè. Nên nó là mình quay một cái video ảnh kéo mấy cái thúng lên cho các bạn xem nha. Đó, kéo mấy cái thúng lên. Rồi chiếc này 3650 nha các bạn. Chiếc này còn khá đẹp luôn nè. Đây. Chiên chả thúng lên nè. 3650 hai cầu. Chiếc này thì mình ít quay lắm các bạn nên mình cũng không biết là bao nhiêu mã lực hết các bạn. Giờ hai cái thúng ở dưới đang đợi luôn ha. Không biết anh tài xế đâu rồi. Đang gỡ lưới. Vỏ trước là 14.924 các bạn. 14.924 nha. Vỏ sau này chắc là vỏ lớn á. Cái sau này 18.438 luôn nha. 18.438 luôn nên lớn. Ở ngoài biển thì không cần cabin máy lạnh đó các bạn. Gió vẫn mát bình thường ha. Gió vẫn mát. Ồ, đây chiếc nó nè.
Isaki. Isaki biết. Ô, 105 luôn. À, tức là khách của ai nấy trả 105 luôn các bạn. Ủa sao ạ? À? Chết máy hả? À, chắc không là bình không nổ quá. Chứ mới kéo cái thúng lên, mới kéo thúng lên cái đập mà. Hết bình hay gì anh? Có đâu nó bị bể không nhớ. Bể không nhớ hả? Ờ, giờ kéo ai giống Thiên Vũ. Ờ đúng rồi. quen nhất, bây giờ kéo về hả? Kéo bỏ qua đây để kéo thúng à. Dạ. Lâu quá quên xuống rồi mẹ à. Cường đây nó biết không? Cường chiên mà ép hả? À, nó bể tay lái trợ lực nên nó là kéo để qua một bên để cho thúng lên các bạn. Quen ha, ảnh cũng có coi kênh mình. Rồi. Chút lên. Hơi thẳng á. Không được, thẳng lắm. Bị xéo rồi, không có gỡ móc ra được. Bởi ống nhớt trợ lực ta lái. Đúng rồi, đậu ngang con này là nó không chạy. Ok. Rồi. Mới giờ tới có việc làm luôn ha. Các bạn thấy không, tàu xe lớn không à? Biết 105 luôn, không quay biết có 98 mà. Tàu là 6 máy không các bạn ơi. Có anh em nãy xài chiếc cái clip mình quay trước đó, là cái clip đó là 290 là 4 máy thôi. Qua đây rồi. Quá trời sống luôn. Mấy chiếc này thì nhỏ các bạn, nên nó là đánh bắt gần bờ ha các bạn, chứ không có đánh xa nha. Còn mấy cái chiếc đò là kêu mấy chiếc ghe nhỏ á, là mới đi ra xa ngoài. Chiếc này có tài luôn nè. Có tài luôn các bạn. Đẩy cái thúng cái lên nè. Trước cột cái vỏ xe là gì đó các bạn. Cột cái vỏ xe để đẩy cái thúng lên. Cái có tài thì kéo lên xuống là 60.000 các bạn. Còn nếu mà không có tài là 50 á. Quá sống luôn. Rồi, gió. Quá đã luôn ha. Rồi, quay cảnh anh lấy cái trước anh đuổi cái thúng vô coi. Anh hai chiếc luôn hả? Xe nhẹ quá hả? Rồi bây giờ làm sao để chiều mới xong hết mới trở về hả? Chủ yếu một lát mình quay ảnh để coi anh làm gì đây. Kéo cái này đi tiếp hả?
rồi, kéo đi lại chỗ kia đừng sửa lại ha. Nặng ghê à, tuôn cát luôn giỡn à. Nặng ghê à. Biết cát rồi, cát nó nặng lắm nha. Cát nó nặng lắm. Rồi, thả dây dài ra nha. Thả dây dài ra. Rồi, lên. Đi. Cặp đang lên dốc các bạn. Cặp đang lên dốc ha, lên dốc nó nặng. Cái chiếc sao anh nói là nó tới 6 tấn mấy là các bạn? 3650 à. Yeah, lại bóc cần một chút xíu. Chiếc này bao nhiêu mã lực, chắc 105 mã lực luôn á. Đừng có nói, đừng nói anh về là anh ủi lên nha. Lấy gì á? Ủa anh, 3650 là bao nhiêu mã lực? 150 mã lực. À, 150 mã lực turbo luôn. Sáu mấy chục vô, 150 mã lực. Mà à, nó 1 tấc 07. À, 1 tấc 07 luôn hả? Ừ. Còn cái chiếc này 105 hả? Chiếc này 105, tôi đấu trục bô, Phượng là đấu trục bô này. Đấu trục bô là lên thêm 10 mã lực phải không? À, mà thằng này phẹt á, chứ không phải Isaki đó. Thì nó là Isaki nhưng mà nó là đầu nó cũng ép không à? Đúng rồi, ép. À. Nó là chiếc 105. Giờ chạy lên đằng kia hả? Chạy lên kia hả? Ủa anh, lại đằng kia hả? À. Đang đứng lên đây nè, đâu có. À, rồi. Anh đi đằng kia đi các bạn, một lát đẩy lại ha. Ồ, tính ra cái chiếc này thì 105 HP nhưng mà lên turbo thì mình không nói ha, là cho 125 đi. Nhưng mà chiếc này các bạn, chiếc này là 150 HP. Trời ơi, ghê chưa? 150 HP nha. À, nặng là 6 tấn mấy. Bê tông 1 tấc lá 7 nha. Này ảnh là tục vô luôn, ảnh hai chiếc ha. Hồi trước anh xài mấy chiếc Isaki 9000 rồi mà anh nói cái máy yếu quá ảnh bỏ rồi, anh mua mấy dòng này rồi. Nước mặn quá các bạn ơi, nên là anh em phải đậy lại ha, che đậy mấy này lại chứ nước mặn quá. Các bạn coi nè, đồ xét, bạn coi nè, đồ xét hết luôn nè, thấy không? Đồ xét hết luôn. Quá trời nước mặn luôn. Sống dù nước mặn mà phải chịu thôi ha. Để mình anh quay giỏi sau là 18.438 nha các bạn, giỏi trước là 14.924 nha. Đó. Quay sơ cho các bạn xem. Cảnh John Deere ha.
cái vỏ này là để phía trước, đừng đẩy đẩy cái thúng vô. Đẩy cái thúng vô nha. Đây là anh chè bên đây bít rồi nè. Turbo nằm bên đây quá. Kèn. Có đèn xi nhan nè. Mấy cái bơm nó nằm trong này ha. Xác nặng 6 tấn mấy, bây giờ lôi lại cát nặng phải các bạn. Quá nặng luôn. Chiếc này nếu mà ở Tây Ninh có là chỉ có theo mấy nông trường mía thôi các bạn. Mấy nông trường mía mới có nha. Xe đẹp quá đẹp luôn nha. Gió dữ dằn lắm các bạn ơi. Không gắn mít, không gắn mít là không có coi có nghe được đâu. Đây đây có chiếc đang vô nè. Đẹp ha. Bãi biển Long Hải, nó lộn bãi biển Phước Hải nha. Đây nè các bạn, chỗ này là chợ Phước Hải nè. Đây ha, đây Phước ở đây nè. Đây chỗ này là chợ Phước Hải nè nha. Đó, ngay chợ luôn á, ngay chỗ cái bãi sân ở trước thật thiệt là trống nè. Anh em thấy diều đâu đó đó. Cái chiếc máy ép hồi nãy cái clip trước mình có quay nè, ảnh đang chạy lại nè. Anh về ha, anh về luôn rồi. Tại vì anh em á, mỗi người mỗi khu nha, cách nhau chừng mấy trăm mét đó chia ra. Anh em nào kéo khu nào là kéo khu đó chưa đó. Dạ anh về nha. Bây giờ mình đợi cái chiếc bít 105 lại nha. Nó là đồ của mép thôi nha các bạn. Đó, tuyệt sống luôn. Bạn sống cả này nè. Đó, biết chưa? Không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Chiếc này có tài kéo lưới ra trước luôn nha. À, đó chiếc vô nữa nè. Ngược sáng luôn, ngay chân ngược sáng luôn. Anh kéo vô chút nữa. Rồi, sóc đưa vô, sóc đưa vô. Đó. Đó, lên được chút nữa. Chỗ này nó hơi ra hơi sâu, nó không có lài như mấy bãi chỗ khác nha. Rồi, bây giờ anh lại ha. Anh lại thì hiện tại ở đây có 3 chiếc nha. 3 chiếc thuyền thúng nè. 3 chiếc thuyền mang lại nha. Chiếc nào vô trước lên trước. Đi xéo dữ à. Nặng rồi, nặng cát rồi. Cái này nó không có tấm lót hả anh? Không có tấm lót, có lót hả? Dùng dây. Kéo lên xuống là 60 ngàn nha các bạn. Kéo xuống 30, kéo lên 30 nha. Cái này kéo nặng cát dữ ta. Dạ. Nặng cát quá hả?
dốc này nó cao mà. Kéo qua lắng te luôn các bạn. Cái đó là cái tài kéo lưới hả anh? Có gài cầu không? Có mà. Có. Ồ, lầy cát quá ha. Xe đứng lại. Chiếc nào trước là kéo lên trước, chiếc nào sau là kéo lên sau. Sắp tài đàng hoàng nha. Vậy anh nói là chiếc Isaki 9000 các bạn kéo không có nổi ha. Cái xác nó nhẹ quá kéo không nổi nha. Một lát nữa mình sẽ hỏi ảnh coi cái thúng này nó nặng bao nhiêu nha các bạn. Cái thúng nặng bao nhiêu tấn? Khoảng tấn hơn tấn không? Rồi về tiếp. Ở đây toàn là số anh em xài thúng có tài không nha. Đẩy cái thúng này vô. Đẩy vô. Đó, tác dụng của vỏ xe trước. Cái đó là vô hết nổi rồi. Cái này bao nhiêu tấn anh? Tấn mấy không? À, tấn mấy chắc cũng khó đi. Hả? À, gai móc nó bươi xuống không phải không? Có tấn mấy mà với cát cát này nó ấy rồi, nó nên làm nó lúng không? Rồi còn hai chiếc nữa. À, đứng đi luôn các bạn ơi. Đứng đi chứ đi xa quá đi hết nổi rồi. Đúng cái thúng đằng kia trước hả? Hai người nào vô trước rồi vô sau anh biết hết rồi. Anh nhớ. Không ngờ hôm nay ra tới bãi biển Phước Hải quay mấy cài kéo thúng cho các bạn xem luôn chứ. Gặp ảnh cũng là quen, ảnh cũng hay xem kênh của mình đó. Đó, lên cái dốc này lại cát nữa nè. Gió dữ lắm, gió luôn các bạn ơi, nếu mà không gắn mít á, không gắn mít thì các bạn nghe không được. Còn gắn mít á, nhầm khi cái tiếng máy cài nó nhỏ xíu à, các bạn nghe không đã ha. Tháo ra ủi vô. Lát nữa mình review sơ chiếc xe đó nữa nha. Rồi ủi vô. Oh.
xài xài số bên hông thôi các bạn. Ôm anh vô tấp nập luôn. Chiếc này mới vô nữa nè. Không biết mình nói cái mic bạn nghe, các bạn nghe rõ hay không nha. Chứ bây giờ là mình thấy gió dữ dằn, gió lắm rồi. Đó. Rồi chuẩn bị ủi thúng vô tiếp nha. Ủi thúng vô tiếp. Đó. Anh mua 4 năm rồi. Thì ra là đẩy cái thúng này vô. Thúng nào à, thúng nào cũng phải đẩy vô ha. À. Ngon lành luôn á. À 280 hả? Ờ, kia giá cao dữ ha. À. 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 Cái chiếc 3650 mà ảnh mua là 450 á. Còn cái chiếc này có 285 mà. Cái dòng Isekibit này nó rẻ tiền hơn ha. Nhưng mà đồ nó cũng là chuyên, đồ của đồ nó cũng mà ép không à. Rồi hết rồi, đây là hết mấy chiếc này luôn rồi. Lần quay mấy anh gỡ lưới đâu chơi coi. Trời ơi, nó lúng mình đi hết nổi luôn các bạn ơi. Lúng cát. Lúng cát lại cát. Lúng cát lại cát quá trời luôn ha. Hồi tối mình đi mấy giờ anh? 3 giờ. À 3 giờ hả? 3 giờ. 3 giờ ra ngoài mình thả rồi chạy ra, bây giờ mình vô là mình thả mấy tiếng ta? 3 tiếng hả? Đúng rồi, 3 tiếng rồi. À thả 3 tiếng là mình cuốn ha. À tức là thả dài xuống dưới kia hả? À. Ủa anh cái tài đó là mình cuốn lưới vô hả? Cái cạo cạo lưới. À cạo lưới. Mình sử dụng bằng cái gì? Bằng gì điện hả? Hay bằng nhớt? Dây nhớt. À xài bằng giống như là bằng nhớt. Nó xài bằng cốc nhớt các bạn. À. Vô, à. Hai cốc nhớt. Nó bơm bằng nhớt á. Bữa nay anh đi cá nhiều không? Dạ à, chắc cũng cỡ mười mấy 20 kg ha. À, nguyên con tôm, nguyên con tôm luôn. Mấy bữa hẻo. À, bữa nay trúng ha. À, cũng nhiều quá nè, cá lớn lớn không ha. Anh đi bao nhiêu lưới? Bao nhiêu cái 18 tay. À 18 tay luôn hả? À 18 tay. Nãy trên kia thì anh có đi có 12 tay rồi. Thúng nhỏ đi 12 tay. À, thúng trên kia nhỏ, thúng như này chút, thúng chậu kế nè, chậu chứ mấy cài kế đây đó. À cái chậu này là để mình lấy lưới mình dục lên rồi ha. Thì bữa nếu mà đi bình bình thì cũng cả 20 hai mấy ký ha anh. Còn nếu mà trúng nữa có khi nào 40 ký không? À. Cái mùa này thì gió vậy chắc vô cái mùa kia thì chắc mình đi nó khỏe hơn hả? À, anh. Một dính tôm nè các bạn. Cá nè các bạn. Ủa này à, mực hả? À mực nè các bạn. Đó, mực hả? Có nhiều cá mình thiếu cá gì. Ờ nhóc hết trơn nè. Còn quá trời luôn. Thúng thúng lớn thì mình đi à ta kia nhiều ha. Thúng lớn mình đi ra xa chút không? À thúng lớn mình đi ra được xa các bạn. Còn thúng nhỏ mình đi không có xa ha. Ờ
Rồi tay này cá quá trời luôn các bạn ơi. Các bạn xem nào, thấy chưa? Rồi trúng ánh. Bữa nay trúng ánh ha. Quá trời cá luôn. Anh đi bữa nay tới 18 tay luôn. Một tay của anh là bao nhiêu sải? 48 sải. À, trên kia cũng 48 sải, chứ cũng cũng sải chắc cũng bằng nhau hết thôi. À. À, tay nào dài thì 50, 52 sải, còn tay nào ngắn là 48 sải. À. Máy anh có gì? Anh cũng sử dụng máy D24 luôn hả? À, D30 hả? À, anh D30. D30 nha các bạn. D30 là chân vịt mấy ta? 7 tấc. Còn 6 tấc 6 là D24 là sao 6 tấc 6 được hả? À. À, 6 tấc 6 là bên đây nè. Rồi thôi cái video mình kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. À, hôm nay thì xuống cái Phước Hải để mà mình quay cái những chiếc máy cài chở mấy cái thúng này lên nè các bạn, cho các bạn xem nha. Thì mình mời các bạn đón xem cái video tiếp theo của mình. Những chiếc mà đò các bạn. Ở đây anh em kêu chiếc đò nhưng mà mình là kêu một chiếc ghe nhỏ đây ha, cho anh em dễ hiểu. Thì một lát nữa chiếc máy cài cũng kéo mấy chiếc đó lên đó các bạn. Đó, thì khi nào máy cài kéo mấy chiếc đó lên nữa thì mình sẽ quay video tiếp nữa cho các bạn xem nha. Mình tính đợi quay cái chiếc Isaki sơ quan cá cho các bạn xem mà ảnh đi kéo suốt luôn, ảnh không có rảnh các bạn. Nên là mình tính quay cho các bạn xem một cái video xung quanh đó. Nhưng mà nãy giờ mình quay thấy cũng kỹ và cũng hơi nhiều rồi. Nên là thôi mình kết thúc đây luôn nha các bạn. Rồi chào các bạn nha.